Thưa quý vị, hai ngày hôm nay thì nhiều người dân tại Trung Quốc đã khá lo lắng trước thông tin đó là một bệnh nhân ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên từng chữa khỏi COVID-19 nay lại bị tái nhiễm. Thế nhưng mà chiều hôm qua thì một thành viên thuộc nhóm chuyên gia điều trị COVID-19 của tỉnh Tứ Xuyên đã bác bỏ thông tin này và khẳng định là trường hợp này không phải là tái nhiễm. Thông tin thêm từ các phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Trước thông tin một bệnh nhân tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên tái nhiễm sau 10 ngày xuất viện, ông Lôi Học Trung, thành viên nhóm chuyên gia điều trị COVID-19 của tỉnh Tứ Xuyên khẳng định đây không phải là tái nhiễm mà là do bệnh nhân chưa thực sự khỏi bệnh. Chuyên gia này cho rằng khả năng lớn nhất của hiện tượng bệnh nhân dương tính sau 10 ngày khỏi bệnh đó là do sự sai lệch về các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh. Nhiều khả năng virus vẫn tồn tại trong cơ thể người bệnh dẫn đến tình trạng bệnh kéo dài. Bệnh nhân này dù xuất viện nhưng xét nghiệm lại dương tính, vẫn trong giai đoạn cách ly 14 ngày tại nhà để theo dõi. Hiện nay, để đảm bảo an toàn thì ngay sau khi chữa khỏi, Trung Quốc bắt buộc người bệnh về nhà tiếp tục tự cách ly 14 ngày nữa và tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn của bác sĩ. Tại Trung Quốc, người bệnh xét nghiệm âm tính 3 lần mới được cho xuất viện. Trước đó, Trung tâm Sức khỏe Cộng đồng thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên xác nhận thông tin một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi và xuất viện, nhưng tái kiểm tra thì kết quả dương tính với COVID-19. Đến nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vẫn chưa có thông tin chính thức về vấn đề này. Nhiều chuyên gia Trung Quốc cho rằng với bệnh COVID-19 thì đối với họ nhiều vấn đề vẫn còn mới mẻ, cho nên có những giai đoạn cũng khá lúng túng. Đó là chưa kể Trung Quốc thường xuyên thay đổi tiêu chí xác định bệnh, cũng gây nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Thái Bình, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc. Chiều nay, giới chức y tế Hàn Quốc đã xác nhận thêm 87 trường hợp nhiễm COVID-19 ở nước này, nâng tổng số ca nhiễm lên 433 người. Cùng với số ca nhiễm tăng mạnh, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết dịch bệnh đang bước vào giai đoạn mới nghiêm trọng. Phần lớn các ca nhiễm mới có liên quan tới cộng đồng của một giáo phái tại thành phố Daegu, cách thủ đô Seoul gần 300 km. Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố là thành phố Daegu và vùng lân cận là khu vực chăm sóc đặc biệt do lo ngại ổ dịch sẽ lây lan. Hàn Quốc hiện là nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Vâng, Daegu là thành phố lớn thứ tư tại Hàn Quốc với hơn 2,5 triệu người. Thành phố cũng là nơi sinh sống của hơn 8.000 người Việt Nam, bao gồm người lao động, cô dâu và cả các du học sinh. Ngay trong chiều nay thì chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với chị Thái Thị Ngọc Bích, là Phó Chủ tịch Chi hội Người Việt ở thành phố Daegu. Bản thân chị Bích cũng là người đã có 9 năm sinh sống tại Hàn Quốc và đã công tác tại Trung tâm Đa văn hóa Hàn Quốc ở thành phố Daegu. Cuộc trao đổi này sẽ mang tới quý vị những thông tin chi tiết về cuộc sống trong thành phố này, nơi đang được coi là tâm dịch COVID-19 tại Hàn Quốc. Xin chào chị Bích. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố thành phố Daegu nằm trong khu vực chăm sóc đặc biệt do lo ngại ổ dịch lây lan. Cụ thể việc này ảnh hưởng đến cuộc sống của chị như thế nào ạ? Do hiện tại ở thành phố mình đang sống ở trung tâm của dịch bệnh, cho nên là cũng thấy rất là hoang mang, cũng không biết sắp tới như thế nào. Người dân hạn chế ra ngoài, đường xá thì vắng vẻ, siêu thị, chợ cũng có ít người qua lại. Các nhà trẻ thì đã đóng cửa hết rồi, người Việt bên đây đa số đều có trẻ em nên ít đi làm hoặc là không đi làm. Còn tôi thì được cơ quan cho nghỉ phép nửa ngày, còn nửa ngày về ở nhà chăm con. Nhà thờ của giáo phái Tân Thiên Địa hiện đang bị nghi ngờ là ổ dịch lớn với hàng trăm ca nhiễm bệnh. Ở thành phố Daegu thì nhà thờ này có gì đặc biệt thưa chị? Cái tòa nhà của giáo hội này thì cũng gần trung tâm, rất là đông người qua lại nhưng bây giờ thì rất là vắng vẻ. Khi dịch bệnh bùng phát mạnh thì do thấy tin tức đề cập trên TV mới biết là đến cái giáo phái này. Chứ bình thường cũng không biết đó là cái gì luôn. Ở đây báo chí truyền thông cũng của Hàn Quốc cũng lên án giáo phái này. Chị nhận được sự hỗ trợ gì từ chính quyền địa phương cũng như từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc thưa chị? Chính quyền ở đây thì mỗi ngày nhắn tin 2 hoặc 3 lần yêu cầu người dân thì ít ra ngoài, vệ sinh tay chân sạch sẽ và khi đi ra ngoài vào thì nên sử dụng thuốc diệt khuẩn. Ở đại sứ quán ở đây thì hỏi thăm người dân và khi công bố cái số điện thoại mà khẩn cấp khi cần để liên lạc. Hiện tại cũng có một tổ chức tài trợ cho khẩu trang miễn phí. Tại vì ở bên đây rất là khó để mua khẩu trang, cho nên nếu mà được hỗ trợ nhiều nữa thì rất là tốt và rất là biết ơn. Vâng, xin cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn Chuyển động 24 giờ.
Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi nhận thông tin là có hai hành khách từ du thuyền Westerdam có chuyến bay quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế đã tiến hành giám sát thực hiện công tác kiểm dịch tại ga quốc tế. Kết quả cho thấy là hai hành khách từ tàu Westerdam đi trên chuyến bay QR971 có thân nhiệt bình thường, không có triệu chứng bệnh lý đường hô hấp. Các hành khách còn lại trên chuyến bay không có ai có biểu hiện như là sốt, ho, khó thở. Tất cả các hành khách đều được đo thân nhiệt và làm các tờ khai về y tế trước khi nhập cảnh. Vào 8 giờ 30 phút sáng nay, tàu du lịch quốc tế Crystal Symphony khởi hành từ San Francisco, nước Mỹ đã cập cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Trên tàu có gần 700 người, bao gồm đó là hành khách và thủy thủ đoàn. Công tác kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh đã được lực lượng chức năng chủ động áp dụng ngay khi tàu cập cảng. Ghi nhận của phóng viên Chuyển động 24 giờ. Tàu Crystal Symphony đã di chuyển qua nhiều quốc gia và sau đó thì cập cảng và tại Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay. Đối với toàn bộ hành khách xuống từ tàu này thì đều đã được thực hiện các cái bước kiểm tra kiểm soát an toàn về y tế để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh. Cảng vụ hàng hải, công an biên phòng, trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế đảm bảo các biện pháp an ninh an toàn khi tàu cập cảng. Từ công tác là đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang. Cả ngành y tế đều tiếp tục trong tinh thần cảnh giác cao độ để tiếp nhận những đối tượng cần cách ly. Tàu du lịch quốc tế Crystal Symphony đi qua các nước châu Mỹ đến châu Á, đảo Guam, Philippines và Singapore. Đến Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn du lịch sẽ tham quan một số địa danh. Sau đó, ngày 24 tháng 2, đoàn sẽ di chuyển về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và quay lại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi rời đi. Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh thành phố phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp ứng phó cụ thể với từng tình huống theo đúng quy định của Bộ Y tế. Ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã họp bàn xem xét thời gian cho học sinh, sinh viên đi học trở lại, căn cứ vào tình hình phòng chống dịch bệnh trong nước, công tác bảo đảm an toàn trường học. Các ý kiến cho rằng bây giờ là lúc để xem xét thời điểm học sinh, sinh viên đi học trở lại. Cũng liên quan đến vấn đề trên, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết là Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cân nhắc và dự kiến lùi thời gian kết thúc năm học một tháng, tức là năm học này dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 thay vì là ngày 31 tháng 5. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia dự kiến sẽ được tổ chức vào các ngày 23, 24, 25 và 26 tháng 7 năm 2020.